Bản tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 1. Tin thế giới, Campuchia gia tăng xuất khẩu nông sản sang Việt Nam. Chi tiết mới vụ đào tàu hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên. Tài nguyên thiên nhiên của Nga được đánh giá sẽ không bao giờ hết. Ngành chế tác kim cương Israel phát đạt bất chấp đại dịch Covid-19. Thành tích kinh tế của ông Trump tỏ ra tốt hơn mỗi ngày. Tin tại Việt Nam. Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nói, cách gọi F0, F1 không còn phù hợp. Việt Nam mở đường bay quốc tế nhưng chi phí về vẫn đắt đỏ. Tăng gấp 1,5 lần mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 1 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là phần tin quốc tế. Campuchia gia tăng xuất khẩu nông sản sang Việt Nam. Thưa quý vị, theo báo cáo của Thương vụ Campuchia tại Việt Nam được Đài Á Châu Tự do trích dẫn, nông sản Campuchia xuất sang Việt Nam ngày càng tăng cao. Cụ thể, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu 3,1 triệu tấn thóc sang Việt Nam, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước. Các nông sản khác xuất sang Việt Nam cũng tăng từ 20 đến 400% so với cùng kỳ năm trước. Theo báo cáo này, ngoài thóc, các mặt hàng nông sản được Campuchia xuất sang Việt Nam chủ yếu là sắn tươi, ngô hạt, đậu xanh, đậu tương và hạt tiêu. Riêng mặt hàng rau củ đạt hơn 17 triệu đô la Mỹ, tăng 152%. Các mặt hàng trái cây được Campuchia xuất khẩu chủ yếu sang Việt Nam bao gồm bưởi, chuối, xoài và được cho biết là có giá cạnh tranh so với hàng nội địa. Truyền thông nhà nước Việt Nam trích lời một số chuyên gia nông nghiệp Việt Nam cho biết, hàng nông sản Campuchia được tiêu thụ mạnh ở Việt Nam vì có lợi thế về chất lượng, vì nông sản nước này không sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, trong khi đất đai lại màu mỡ. Gần đây, nhiều công ty Việt Nam thậm chí đã sang thuê đất ở Campuchia để trồng các loại nông sản như sắn, mía, ngô. Chuyển sang một diễn biến khác. Chi tiết mới vụ đào tàu hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên giới chức Hàn Quốc đã bước đầu xác định người vượt biên ở khu phi quân sự Liên Triều sang Triều Tiên vào cuối tuần vừa qua, trong khi Bình Nhưỡng cho biết đã nhận được thông báo từ Seoul về vụ việc này. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, dựa vào hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, giới chức nước này đã tiến hành điều tra và bước đầu cho rằng người vượt qua khu phi quân sự Liên Triều DMZ sang Triều Tiên vào cuối tuần qua là một người Triều Tiên trước đó đã đào tàu sang Hàn Quốc giới chức Hàn Quốc cũng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy người này là một gián điệp. Thông cáo cho biết, giới chức trách tin rằng đó là một người đàn ông Triều Tiên đào tàu và chúng tôi đang xác minh các thông tin liên quan. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết, các lực lượng của cơ quan này đã tiến hành một cuộc tìm kiếm sau khi phát hiện một người chưa rõ danh tính vượt qua khu vực phía đông DMZ để vượt biên sang Triều Tiên. Đây là một vụ vượt biên hiếm hoi từ Hàn Quốc sang Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, người này được cho là một người đàn ông Triều Tiên từng vận dụng kinh nghiệm của một vận động viên để vượt hàng rào biên giới, đào tàu sang Hàn Quốc hồi tháng 11 năm 2020. Sau khi đến được Hàn Quốc, người này đã làm công việc của một lao công. Ngoài ra các thông tin khác về người này vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù hàng nghìn người Triều Tiên đã định cư ở Hàn Quốc, nhưng việc vượt khu phi quân sự liên triều hiếm khi xảy ra hầu hết người Triều Tiên đào tàu đều thông qua Trung Quốc. Việc đào tàu từ Hàn Quốc sang Triều Tiên thông qua DMZ lại càng hiếm hoi, chỉ ghi nhận vài vụ việc trong những năm gần đây. Những vụ việc này đã làm dấy lên câu hỏi về lỗ hổng an ninh và sự ứng phó chậm chế của binh sĩ Hàn Quốc tại biên giới. Quân đội Hàn Quốc cam kết nâng cấp hệ thống phòng vệ ở biên giới bằng các thiết bị giám sát hiệu quả hơn nhằm ngăn các lỗ hổng an ninh. Trong vụ việc cuối tuần vừa qua, người đàn ông đào tàu không hề bị phát hiện cho đến khi vượt rào. Một quan chức an ninh Hàn Quốc cho biết, chỉ những người biết rõ về khu vực DMZ mới có thể vượt hàng rào thép gai để đào tàu sang Triều Tiên. Hôm ngày 2 tháng 1, quân đội Hàn Quốc đã hai lần thông qua đường dây nóng để thông báo với phía Triều Tiên về vụ vượt biên này. Bình Nhưỡng đã xác nhận đã nhận được thông tin từ phía Seoul, song không hồi đáp yêu cầu của Hàn Quốc về việc bảo đảm an toàn cho người đào tàu chuyển sang một diễn biến khác. Tài nguyên thiên nhiên của Nga được đánh giá sẽ không bao giờ hết. Bộ trưởng tài nguyên môi trường Nga Alexander Kozlov cho biết, Nga là một trong những nước giàu nhất thế giới về tài nguyên khoáng sản. Cụ thể, theo báo Sputnik, ông Alexander Kozlov khi trả lời câu hỏi về sự thiếu hụt tài nguyên thiên nhiên ở nước Nga đã nói về sự vô tận của chúng. Ông đánh giá các nguồn tài nguyên đất nước với từ sẽ không bao giờ hết. Theo ông, cần quan tâm nhiều hơn đến nền kinh tế và khả năng sinh lời của các nguồn tài nguyên. Người đứng đầu Bộ Tài nguyên nhấn mạnh, Nga có trữ lượng tài nguyên có thể phục hồi và sinh lời. Đây là những loại tài nguyên có lợi nhuận kinh tế để khai thác. Có hơn 300 loại như vậy, trong số đó chỉ có những loại có nhu cầu theo ngành hẹp và các ngành sản xuất trong nước. Ông Kozlov nói, Ngày nay tôi có thể nói Nga chiếm một trong những vị trí hàng đầu về sản xuất dầu khí và một số loại khoáng sản rắn. Ví dụ như vàng, bạc, đồng và những thứ khác. Chuyển sang một diễn biến khác, ngành chế tác kim cương Israel phát đạt bất chấp đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, ngành công nghiệp kim cương của Israel đã có một năm phát đạt với tổng giá trị nhập khẩu năm 2021 tăng 91% so với năm 2022 lên 2,94 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu cũng tăng 54% lên 3,65 tỷ đô la Mỹ. Thông báo của Bộ Kinh tế Israel ngày 3 tháng 1 cho biết đây là năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tác kim cương của nước này sau hàng chục năm suy giảm. Trước đó, các doanh nghiệp kim cương của Israel đã mất nhiều đơn hàng về tay các đối thủ tại Ấn Độ, nơi có chi phí nhân công thấp, đồng thời bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp Dubai, nơi thị trường hàng xa xỉ đang bùng nổ mạnh mẽ. Giám đốc vụ kim cương, đá quý và trang sức thuộc Bộ Kinh tế, ông Ophir Girl, cho hay sự phục hồi của ngành chế tác kim cương tại Israel nằm ngoài sự mong đợi. Ông Gore nói, những tháng sắp tới cũng sẽ lạc quan do sức mua trang sức tăng lên trong mùa nghỉ lễ tại nước Mỹ, thị trường xuất khẩu kim cương lớn nhất của Israel. Israel là một trong ba trung tâm buôn bán và chế tác kim cương lớn nhất thế giới, bên cạnh Bỉ và Ấn Độ. Năm 2016, ngành công nghiệp kim cương đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho nền kinh tế Israel, tạo việc làm trực tiếp cho hơn 20.000 hộ gia đình, và thu hút 300.000 lượt du khách nước ngoài. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với bài bình luận của ký giả kinh tế Stephen Moore với tiêu đề Thành tích kinh tế của ông Trump tỏ ra tốt hơn mỗi ngày được đăng trên thời báo Epoch Times. Ký giả Stephen Moore phân tích rằng khi tranh cử tổng thống với ông Donald Trump, ông Joe Biden thường đưa ra lời buộc tội mỉa mai rằng bất kỳ tổng thống nào đã để quá nhiều người chết vì Covid-19 sẽ không bao giờ được ở trong tòa Bạch ốc. Ngày nay, thời ông Biden lại có nhiều trường hợp tử vong vì Covid hơn cả dưới thời ông Trump. Và đó thậm chí là khi đã có đủ vaccine rồi. Và khi nhìn lại, không chỉ về các vấn đề y tế trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump tỏ ra tốt hơn rất nhiều và thể hiện được năng lực rõ rệt của một nhà lãnh đạo. Những ngày này, tôi đi đến đâu, mọi người đều gặp tôi và nói những điều như sau. Tôi không thích một số điều ông Trump đã nói hoặc cách mà ông ấy hành động. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi thích những gì ông ấy đã làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Không có ai có thể chứng minh được chính sách làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump một cách thuyết phục hơn là chính ông Biden. Giá xăng cao, tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 4 thập niên, kế hoạch tăng gấp đôi nợ quốc gia trong 12 năm và tiền lương giảm với người lao động đang đánh thức người Mỹ về sự thịnh vượng thực sự trên diện rộng dưới thời tổng thống Trump chiến lược của ông Trump là giảm thuế, cắt giảm quy định, tăng ồ ạt sản xuất năng lượng trong nước và đại tu các thỏa thuận thương mại để trở nên cứng rắn hơn với Trung Quốc. Không ai trong phong trào cấp tiến nghĩ rằng điều đó có thể hiệu quả. Tờ Washington Post đã có tuyên bố gây xôn xao trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 rằng ông Trump có thể phá hủy nền kinh tế thế giới. Điều đó đã trở thành sự thật không? Sau đây là những thực tế, thưa các quý ông quý bà. Trong 3 năm đầu nắm quyền, trước khi Covid tấn công, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống dưới 4%, gần thấp nhất trong nửa thế kỷ. Tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống 1%, thậm chí còn thấp hơn cả mức mục tiêu do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đặt ra. Điều này đã giữ cho lãi suất của các khoản thế chấp và nhiều khoản vay khác xuống mức thấp nhất trong thời hiện đại. Tỷ lệ nghèo đói giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận. Điều này đúng với phụ nữ, trẻ em, người da đen, người da trắng người gốc Tây Ban Nha và cả người Á Châu. Thu nhập hộ gia đình trung bình đã tăng lên gần 68.000 đô la Mỹ và sự gia tăng 5.000 đô la chỉ trong 3 năm là nhiều hơn cả so với nhiệm kỳ thứ hai của ông George Bush và cả 8 năm của ông Barack Obama. Đây là một thành tích đáng chú ý khác. Dưới thời ông Trump, Hoa Kỳ trở nên độc lập về năng lượng. Vào tháng mà ông Trump rời nhiệm sở một năm trước, Mỹ đã không nhập cảng dầu từ Ả Rập Xê Út phần lớn là do sản lượng dầu và khí đốt của mỹ đã tăng mạnh bây giờ chúng ta có một tổng thống phải cầu xin người ả rập xê út và iran sản xuất nhiều dầu hơn nhục nhã làm sao các khẩu hiệu trên phương tiện giao thông xuất hiện ở khắp mọi nơi thấy nhớ ông trump chưa không nhiều người mỹ nhớ được một số sự khôi hài của ông ấy nhưng mỗi ngày mà lạm phát tăng lên biên giới vẫn hỗn loạn covid hoạt động mạnh chi tiêu chính phủ và nợ tăng lên mức cao hàng ngàn tỷ đô la mới tư tưởng kinh tế của ông Trump, còn gọi là Trumponomics, có vẻ là một ý tưởng tốt hơn. Tiếp theo chương trình là phần tin tức tại Việt Nam. Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nói cách gọi F0, F1 không còn phù hợp. Kính thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam mới đây đã lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID và cho rằng cách gọi F0, F1 không còn phù hợp. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với báo VnExpress được đăng tải hôm ngày 3 tháng 1, Tiến sĩ Nhung cho biết, tại Việt Nam, tôi cho rằng tình hình dịch bệnh cũng sẽ diễn biến theo chiều hướng khả quan với điều kiện cần thiết, nghĩa là COVID-19 sẽ không bùng phát thành đại dịch khi chúng ta thực hiện tốt theo đúng nghị quyết 128 của chính phủ và hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh. Tiến sĩ Nhung nói thêm, tất cả các địa phương cần làm đúng tránh tình trạng sợ dịch quá nên ngăn sông cấm chợ, không dựa trên cơ sở khoa học nào, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và gây phiền hà cho người dân hoặc thái cực khác, linh hoạt kiểu buông lòng, chủ quan thì đều rất nguy hiểm. Theo ông Nhung, các giải pháp cần thực hiện bao gồm trước hết là về năng lực giám sát dịch. Các phường, xã phải biết dịch xuất hiện ở đâu, với ai và xử lý ổ dịch đó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất, bao gồm cả hiệu quả kinh tế, Muốn như thế cần phải sự hỗ trợ của hệ thống công nghệ thông tin, sự chủ động khai báo của người dân. Khi người dân đi từ vùng dịch về có thông báo với chính quyền, thì chính quyền trao quyền xét nghiệm cho họ. Hiện nay chúng ta tránh dùng từ F0, F1, gọi như vậy không còn phù hợp nữa vì có thể tạo ra tư tưởng kỳ thị, mặc cảm trong xã hội. Ai nhiễm virus thì gọi là người nhiễm, vì nhiễm chưa chắc đã bị bệnh do người dân đã tiêm vaccine, không có triệu chứng. Năng lực thứ hai là quản lý điều trị, Hiện nay, 90-95% người nhiễm COVID là nhẹ và không có triệu chứng, nên cần phải quản lý ở tuyến phường, xã. Chủ yếu là cách ly điều trị tại nhà khi đủ điều kiện và tại trạm y tế lưu động nếu không đủ điều kiện. Còn lại, 5-10% ở thể nặng thì mới phải đi bệnh viện. Muốn như thế, phải có hai tổ chức quan trọng tích hợp thành một hệ thống, đó là trạm y tế lưu động và tổ COVID cộng đồng. Trạm y tế lưu động cũng như tổ COVID cộng đồng cần nhiều cán bộ, nhưng cán bộ y tế chỉ là nòng cốt và cần có sự tham gia của nhiều lực lượng xã hội hỗ trợ như cán bộ phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, người tình nguyện, vân vân, để hỗ trợ chăm sóc y tế, cách ly, dinh dưỡng, tập luyện cho người có thể tiếp nhận điều trị tại trạm và giám sát hỗ trợ người nhiễm điều trị tại nhà. Điều kiện cách ly cũng cần tương đối mềm dẻo, có phòng riêng là tốt nhất, nhưng nếu không có phòng riêng nhưng vẫn tuân thủ bảo đảm không lây nhiễm cho người xung quanh thì vẫn có thể chấp nhận được. Năng lực thứ ba, theo tiến sĩ Nhung là giả soát việc tiêm vaccine cho những người có nguy cơ chuyển nặng nhiều nhất, những người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền. Ông Nhung nhấn mạnh, lực lượng chức năng phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm ra được danh sách người trên 50 tuổi mà chưa tiêm vaccine thì phải tiêm bằng hết, đặc biệt là số trên 60 tuổi có bệnh nền. Ông Nhung cũng nhấn mạnh, mỗi người dân phải chủ động bảo vệ cho mình bằng vaccine và 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung hay báo y tế để không nhiễm, và nếu nhiễm thì không chuyển nặng, và nếu chuyển nặng thì cũng không tử vong. Ông Nhung nói, chủ động phòng dịch cho mình cũng là cho người thân và cho cộng đồng. Nếu mỗi xã phường, mỗi người dân chủ động kiểm soát dịch bệnh với đủ ba năng lực nêu trên, cả nước có thể ăn Tết vui hơn năm trước, vì dù số ca nhiễm có thể vẫn còn nhưng được kiềm chế, đặc biệt là không tăng nặng và cũng không tử vong. Cũng theo lời của ông Nhung, Việt Nam cần trao quyền kiểm soát dịch bệnh COVID cho từng người dân. Hoặc là từng gia đình, mỗi gia đình phải có ít nhất một người thông hiểu về dịch COVID, bảo đảm có năng lực xét nghiệm nhanh nếu như cảm thấy nghi ngờ hoặc thành viên nào đó có triệu chứng nguy cơ nhiễm COVID-19, kit test nên có sẵn để người dân có thể tiếp cận được. Trước đây vấn đề nào cũng phải lực lượng y tế thực hiện, nhưng từ nay hãy trao quyền chủ động phòng chống dịch cho người dân. Tất nhiên khi có nghi ngờ thì xác định bệnh phải do nhân viên y tế kiểm soát. Chuyển sang một diễn biến khác tại Việt Nam. Việt Nam mở đường bay quốc tế nhưng chi phí về vẫn đắt đỏ. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các hãng hàng không Việt Nam bắt đầu bay quốc tế thường lệ nhưng vé máy bay vẫn gấp 2 đến 3 lần so với trước dịch. Theo đó, Vietnam Airlines thông báo mở bán thêm nhiều đường bay thường lệ giữa Việt Nam đến Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào và Đài Loan. Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ trở lại các đường bay Hà Nội, Seoul, Hàn Quốc kể từ ngày 6 tháng 1 với tần suất 2 chuyến một tuần. Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Singapore kể từ ngày 12 tháng 1 với tần suất 1 chuyến một tuần trên một đường bay. Thành phố Hồ Chí Minh Bangkok Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 với tần suất 2 chuyến một tuần. Hà Nội Viêng Chăn Lào kể từ ngày 9 tháng 1 với tần suất 2 chuyến một tuần. Hà Nội Đài Bắc Đài Loan kể từ ngày 11 tháng 1 với tần suất 1 chuyến một tuần. Trước đó Hãng hàng không quốc gia cũng chính thức mở bán các đường bay thường lệ tới Hoa Kỳ, Nhật Bản, Campuchia. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam chia sẻ các chuyến bay này còn đắt đỏ, không có nhiều lựa chọn. Theo so sánh, giá vé chiều bay từ Việt Nam đi các nước khác được cho là hợp lý, tương đương với hồi trước dịch. Tuy nhiên, vé chiều ngược lại để về Việt Nam như từ Bangkok, Thái Lan về thành phố Hồ Chí Minh trên trang web của Vietnam Airlines được phản ánh là cao gấp 2 đến 3 lần so với giá trước dịch. Còn chiều bay từ Đài Loan về Hà Nội trên máy bay của Vietjet cũng cao gấp 2 đến 3 lần thông thường. Một du học sinh tại Đài Loan cho biết, trước dịch, giá vé bay Vietnam Airlines từ Đài Bắc về Sài Gòn chỉ ở mức 2 triệu rưỡi, nhưng hiện vé về ngày 8 tháng 1 bằng Vietjet là 4 triệu, nhưng là về Hà Nội chứ không phải thành phố Hồ Chí Minh. Sinh viên này chia sẻ, tôi rất muốn về Việt Nam ăn Tết, nhưng nghĩ giá vé cao, chưa kể khi quay lại Đài Loan phải cách ly 14 ngày, chi phí cách ly ở Đài rất đắt đỏ lên tới 26 triệu đồng Việt Nam. Vì vậy tôi chấp nhận ở lại đây và chờ cho đến khi các chuyến bay thực sự hồi phục trở lại. Tương tự, Ngọc Minh, người đang làm việc ở Bangkok, Thái Lan, thì nói với kênh BBC News tiếng Việt rằng giá vé cho chặng Bangkok, Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 này là khoảng 5, ,5 triệu rưỡi, cao gấp 2,5 lần trước dịch. Ngọc Minh nhận định, tôi coi vé từ Sài Gòn đi Bangkok thì chỉ khoảng hơn 2,2 triệu đồng, nhưng vé về thì lại gấp 2,5 lần, trong khi nhu cầu của bà con về Việt Nam trong thời điểm này là rất cao, còn nhu cầu bay khỏi nước thì lại thấp. Như vậy, rõ ràng là các hãng bay chưa thực sự tạo điều kiện cho người dân trở về nước mà biết người ta quan tâm chiều về nhiều hơn nên lại lấy giá mắc gấp 2-3 lần. Thêm vào đó, Ngọc Minh cho biết Thái Lan đang tạm dừng chương trình Test Tango, chương trình không yêu cầu cách ly khi nhập cảnh vào Thái Lan. Ngọc Minh cho biết, như vậy có khả năng khi quay trở lại Thái Lan, tôi vẫn phải chịu cách ly trong khách sạn 7 đến 10 ngày. Chi phí này khá cao, tổng cộng gần 30 triệu đồng, tính luôn hai lần xét nghiệm PCR. Chưa kể quê của Ngọc Minh phải bay thêm một chuyến nữa, chứ không phải là ở Sài Gòn, nên đường về theo cô vẫn còn lắm gian chuân, nên đành đón Tết xa quê thêm một năm nữa. Chuyển sang một diễn biến khác, tăng gấp 1,5 lần mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 127 2021 NDCP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 04/2021 NDCP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo nghị định mới, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với các cá nhân là 75 triệu đồng thay vì mức 50 triệu đồng quy định tại nghị định 04. Đối với tổ chức là 150 triệu đồng thay vì mức 100 triệu đồng quy định tại nghị định 04. Cụ thể đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp phép giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động, nghị định 127 quy định phạt tiền từ 110 triệu đến 150 triệu đồng đối với các cơ sở giáo dục đại học, viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, thay vì mức từ 80 đến 100 triệu đồng như quy định cũ. Đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh phạt tiền từ 110 đến 150 triệu đồng nếu như tuyển sai từ 30 người học trở lên, thay vì mức 70 đến 100 triệu đồng. Nghị định 127 cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, nghị định mới quy định phạt tiền từ 80 đến 110 triệu đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quy định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, thay vì mức từ 80 đến 100 triệu đồng. Đồng thời, Nghị định mới bổ sung quy định một hành vi vi phạm hành chính thì chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 1 năm. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 4 tháng 1 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.